Xin chào quý vị khán giả và bà con ngư dân. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, gió tiếp tục thịnh hành hướng đông bắc đến đông trên hầu khắp các vùng biển của nước ta. Cường độ gió cao nhất đạt mức cấp 4 đến cấp 5. Riêng phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông vẫn đôi lúc đạt cấp 6 nên tình trạng biển động hơn. Tuy nhiên, mưa dông còn duy trì và tập trung tại khu vực Vịnh Bắc Bộ, đặc biệt là các vùng biển phía Nam, bao gồm vùng biển từ Bình Thuận trở vào đến Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông, trong đó có quần đảo Trường Sa. Tàu thuyền cần hết sức đề phòng với khả năng có lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông. Đến với thời tiết trên các tuyến hải trình ra vào đảo, thưa quý vị và bà con ngư dân, đêm nay và ngày mai trên tuyến hải trình từ Hải Phòng ra huyện đảo Bạch Long Vĩ, gió phổ biến hướng đông bắc đến đông với cường độ ở mức là cấp 4, cấp 5, tình trạng biển bình thường. Tuy nhiên, mưa dông tiếp tục duy trì trên tuyến hải trình này khiến cho tầm nhìn giảm thấp và gây khó khăn cho các hoạt động lưu thông của tàu thuyền. Đối với tuyến Sa Kỳ ra huyện đảo Lý Sơn, trong đêm nay, ngày mai cũng như vài ba ngày tới, có gió đông bắc đến đông hoạt động với cường độ trung bình đến yếu nên không gây biển động, sóng cao dưới 1,75m. Tuy nhiên, mưa dông còn xuất hiện rải rác trong đêm nay và ngày mai. Từ ngày mùng 2, ngày mùng 3 tháng 11, mưa giảm dần nên nhìn chung ít gây trở ngại cho các hoạt động lưu thông của tàu thuyền. Xuống đến tuyến hải trình Vũng Tàu đến Côn Đảo, trong đêm nay và ngày mai, gió có hướng đông bắc đến đông thịnh hành, cường độ không mạnh, chỉ ở mức là cấp 4, cấp 5 nên tình trạng biển bình thường. Mưa dông tiếp tục xảy ra rải rác trên tuyến hải trình này, vì thế mà tàu thuyền cần lưu ý với tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Đêm nay và ngày mai, khu vực biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, trong đó có tuyến hải trình từ Rạch Giá đến Phú Quốc, gió đông bắc hoạt động phổ biến ở mức là cấp 3, cấp 4. Tình trạng biển ổn định, sóng thấp dưới 1,75m. Thời tiết phổ biến có mây thay đổi đến nhiều mây, mưa dông xảy ra rải rác về chiều tối và đêm, nên khuyến cáo tàu thuyền về tầm nhìn xa giảm thấp trong mưa. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết biển chiều nay của chúng tôi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!